Tự nhân viên ngân hàng cấp cao tiết lộ dùng 20 ngày để thay đổi điều này mới mong cả đời không phú cũng quý. Con người không thoát khỏi những hoàn cảnh định mệnh của mình nhưng được lựa chọn thái độ tự do đứng vững trong những hoàn cảnh ấy. Định mệnh và sự viên mãn có phải là hai yếu tố ảnh hưởng lẫn nhau hay không? Giáo sư, tiến sĩ Andrea Stoffer, tác giả của quyển sách *Diapers* trừ 20 ngày làm mới bản thân, đã lý giải rõ sự kết nối của định mệnh và sự viên mãn ông cho rằng một trong những yếu tố quan trọng đầu tiên chính là sự khiêm tốn bất kể ai có lòng tự mãn cao và thích thể hiện một cách thái quá những điều bản thân có thì chắc chắn sẽ không thể viên mãn theo đúng nghĩa trong những ngày làm mới bản thân nghỉ ngơi một chút và nhìn lại bạn sẽ thấy những lúc tự cao tự đại là những lúc dễ thất bại và đau buồn luyện tập cho tâm của bạn một sự khiêm nhường nhất định chính là cách để có được sự hạnh phúc trong cuộc sống này ai mà chẳng từng thất bại mới có thể đứng trên đỉnh vinh quang và cũng vì lẽ đó mà khi chúng ta đã đạt được thành công thì không nên tự mãn và khinh thường người khác. Càng đạt được một điều gì đó, chúng ta càng phải nhìn lại những điều đã trải qua để quý trọng vì để vươn đến tầm cao hơn. Chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa. Sự viên mãn chính là ngừng khoác lác, ngừng khoe mẽ về một điều mà bạn đã đạt được. Bạn có quyền vui, có quyền hạnh phúc với một thành tích nhất định nhưng không nên ngủ quên trên chiến thắng. Bên cạnh đó, tác giả Andrea Stoffer còn đề cập đến sự viên mãn thông qua các cảm xúc tích cực và sự tự tin ở mỗi người nhằm đem lại sự thay đổi thật sự trong cuộc sống. Khi mỗi người tin tưởng và nghĩ về những điều tốt đẹp, thì trong tương lai, chắc chắn chúng ta sẽ có những hành động tốt đẹp và trở nên viên mãn hơn. Giá trị bản thân của mỗi người được vun vén và bồi đắp bởi chính họ và cũng vì thế mà mỗi khi chúng ta có một hành vi tốt, chúng ta sẽ tích lũy dần những tính cách thiện lành bên trong mỗi người có quyền khao khát quyền được ước mơ về những điều tốt đẹp cao cả trong tương cuộc sống cho dù bạn có sinh ra trong một gia cảnh không giàu có bạn không có một hình dáng đẹp đẽ thì bạn cũng có thể sống một cách tốt đẹp khi giữ niềm tin những điều thiện lành tài năng tiềm ẩn ưu khuyết điểm và nhân cách cao đẹp đều từ rèn luyện tư duy mà có nếu chúng ta kiên trì với niềm tin rằng bản thân sẽ phát triển và hoàn thiện hơn trong tương lai thì chắc chắn rằng không có điều gì có thể ngăn bước chúng ta được do đó việc hình thành một cá tính riêng rất quan trọng chỉ khi nào chúng ta được sống được tin yêu với bản chất của chính mình thì khi đó chúng ta mới hiểu sự viên mãn là như thế nào chia sẻ giá trị bản thân thông qua những điều tích cực là điều cực kỳ tuyệt vời để đem đến sức ảnh hưởng cho mọi người bên cạnh ai cũng có quyền được sống được thể hiện niềm tin và được hành động với những điều mà bản thân cho đó là đúng đắn được thể hiện ra cá tính của bản thân được sống với những sở thích của riêng mình và được bày tỏ quan điểm về một vấn đề đó chính là hành trình quan trọng vươn đến sự viên mãn đích thực Tại sao cần có 20 ngày để làm mới lại bản thân? Bởi lẽ chúng ta cần dành một khoảng thời gian để phát hiện ra bản thân mình cần gì, muốn gì và xác định chúng ta thực sự là ai. Đôi lúc chúng ta đã sống vì người khác, sống nhưng sợ hãi sự đánh giá của người khác và bị chi phối cảm xúc bởi những đánh giá và phán xét từ người lạ quá nhiều. Từ đó, có thể nhận thấy việc tôn trọng giá trị bản thân chính là cách tốt nhất để giữ vẹn nguyên chân tâm của chính bạn và đôi lúc cần vượt ra khỏi định kiến của xã hội để tự làm mới mình tự cho mình cơ hội để thoát khỏi những quan điểm cũ kỹ đó. Không có vị trí nào là bất hạnh hoàn hoàn hay hạnh phúc hoàn toàn mà tất cả chúng ta đang đi trên một con đường sen kẽ giữa hạnh phúc và bất hạnh. Đôi lúc hãy ngồi tĩnh lặng một mình, nhìn nhận nội tâm của bản thân để thấy rằng mỗi ngày cần gieo trồng một hạt giống hy vọng. Hạt giống này không hoàn toàn này sinh ra những điều tốt đẹp nhưng chí ít cũng đem đến hy vọng. Nếu hạt giống ấy không sinh trưởng thì hãy tiếp tục bù đắp bằng tình yêu thương và sự sẻ chia vì một ngày nào đó chắc chắn sẽ có chuyển biến. Sự viên mãn và hạnh phúc không thể trốn chúng ta mãi được, khi hạt giống khát vọng được gieo đủ đầy thì đó cũng là lúc bạn được tận hưởng những điều xứng đáng. Có thể nói quyển sách này như một món quà dành cho những ai đã có những trải nghiệm nhất định trong cuộc sống và muốn tạo ra sự thay đổi về định hướng trước khi bước vào một hành trình mới. Anh công nhân nghe lỏm chuyện phiếm mà tìm được cơ hội kinh doanh, chấp nhận hủy lô hàng 10 tỷ đồng để đổi lấy chữ tín, trở thành ông trùm trên thị trường may mặc thi năng khanh lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhưng với chữ tín trong kinh doanh đã từng bước chiếm lĩnh thị trường khóa kéo trong nước đưa thương hiệu vươn tầm quốc tế khóa kéo là một phụ kiện phổ biến có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày là một bộ phận không thể thiếu trong các ngành may mặc một chiếc khóa kéo trị giá vài đồng lẻ nhưng có thể mang đến nhiều giá trị tiện ích cho con người trong danh sách các doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất khóa kéo không thể không kể đến ông trùng khóa kéo trung quốc ông chính là thi năng khanh người sáng lập nên thương hiệu khóa kéo nổi tiếng sbs và thay đổi lịch sử ngành công nghiệp sản xuất khóa kéo tại Trung Quốc. Học lỏm kinh doanh từ những chuyện phiếm của người xung quanh, Thiên Năng Khanh cũng khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng và một trí tuệ nhẹ bén như nhiều doanh nhân khác. Ông sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thường ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Vì gia cảnh khó khăn khiến ông ý thức được tầm quan trọng của việc thoát nghèo, nên ông đã ấp ủ trong mình khát khao lập nghiệp từ rất sớm thành phố tấn giang vốn được mệnh danh là thủ phủ của ngành may mặc như giày quần áo và túi sách các doanh nghiệp thời trang đều tập trung về nơi đây đặt nhà máy sản xuất thời trẻ thi năng khanh làm công nhân trong dây chuyền sản xuất tại xưởng may mặc một lần tình cờ ông nghe người ở xưởng bên cạnh nói rằng tình hình kinh doanh túi sách rất ổn định nhưng chất lượng dây kéo của túi sách không bền một cuộc trò chuyện bình thường khiến ông nảy ra ý tưởng lập nghiệp với chiếc khóa kéo những năm thập niên 80, rất ít doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất khóa kéo, phần lớn đều là nhập khẩu từ nước ngoài về, vì lợi nhuận thấp và khó gia công. Tuy nhiên, thiên năng khanh ngắm trúng thị trường ít cạnh tranh này, nhu cầu tiêu thụ của chiếc khóa kéo trên thị trường bấy giờ rất lớn, luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Sau khi xác định mục tiêu, ông dự định làm đơn vị cung ứng trung gian, ông gọi vài người bạn thân thiết cùng hồn hạp vốn làm ăn. Tổng số vốn họ gom góp được là 16.000 nhân dân tệ. Họ đến xưởng sản xuất khóa kéo ở Bắc Kinh mua khóa kéo mang về Tấn Giang, sau đó tiến hành gia công lại khóa kéo. Cuối cùng bán khóa kéo ở chợ đầu mối hoặc cung ứng trực tiếp cho các nhà xưởng may mặc. Những chiếc khóa kéo được bán ra rất chắc chắn, tuổi thọ bền hơn, thế nên doanh số trong một năm của họ đã vượt 100.000 nhân dân tệ. Tiêu hủy lô hàng 3 triệu nhân dân tệ để giữ uy tín, được đà phát triển vượt bậc. Vì khóa kéo có chất lượng tốt nên các doanh nghiệp may mặc cũng chủ động tìm đến họ. Đối với thi năng khanh, số lượng đơn hàng không còn là vấn đề, nhưng họ chỉ là đơn vị trung gian, dù họ có làm việc chăm chỉ đến đâu thì cũng chỉ thu được rất ít lợi nhuận. Phần lớn lợi nhuận đều thuộc về nhà xưởng đầu nguồn ở Bắc Kinh. Tiêu hủy lượng hàng trị giá hơn 3 triệu nhân dân tệ, khoảng 10 tỷ đồng để giải quyết rắc rối, đồng thời nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Khi đó, Thi Năng Khanh đã quyết định thành lập nhà xưởng chuyên gia công các loại khóa kéo cho quần áo, túi sách, vali để thu về nhiều lợi nhuận hơn nhằm nhanh chóng mở rộng thị trường tiêu thụ, thì năng khanh áp dụng chiến lược bán giá thấp thu lại ít, giá bán xỉ thấp nhất là 0.3 nhân dân tệ mỗi chiếc. Khóa kéo chất lượng tốt và giá rẻ, họ chỉ mất nửa năm đã chiếm lĩnh thị trường Tấn Giang, vài năm sau tiếp tục mở rộng sang các tỉnh lân cận. Đến năm 1991, khi việc kinh doanh đang trên đà phát triển mạnh mẽ thì một sự cố xảy ra. Một số xưởng gia công quy mô nhỏ lẻ mua lại mặt khóa kéo có in logo do họ sản xuất, sau đó gia công và bán ra thị trường giả mạo sản phẩm của họ, chất lượng của những chiếc khóa kéo này rất kém, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu của họ. Bí quyết thành công là uy tín thương hiệu. Lúc này, Thi Năng Khanh mới thực sự nhận ra tầm quan trọng của thương hiệu đối với doanh nghiệp, một sơ suất nhỏ có thể khiến mồ hôi công sức bao năm thành công cốc. Ông không do dự quyết định thu hồi tất cả khóa kéo và tiêu hủy tất cả. Lợi nhuận hàng năm của công ty chỉ hơn 2 triệu nhân dân tệ, nhưng những lô khóa kéo tiêu hủy lần này trị giá hơn 3 triệu nhân dân tệ. Sự việc này nhanh chóng lan truyền ra bên ngoài, nhờ đó thương hiệu của họ lần nữa nhận được sự công nhận và tin tưởng của khách hàng. Sau sự kiện này, ông điều chỉnh giá khóa kéo tăng lên đồng thời nâng cao chất lượng, sản phẩm bán ra rất đắt khách. Doanh thu của công ty tăng gấp hai lần so với trước đây. Thi năng khanh rất chú trọng đến việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm. Mỗi lần ra nước ngoài khảo sát, ông đều mang về nhiều loại dây kéo mới, đích thân lãnh đạo nhân viên giờ và để phát triển sản phẩm mới. Lớp đầy nhiều lỗ hồng trong sản phẩm. Sau hơn 30 năm nỗ lực phát triển thương hiệu, doanh thu mỗi năm của doanh nghiệp đạt hơn 2 tỷ nhân dân tệ, ông đã thành công đưa thương hiệu SBS lên vị trí đầu tiên trong thị trường khóa kéo tại Trung Quốc, và trở thành nhà cung ứng khóa kéo lớn thứ hai thế giới. Hiện nay, khóa kéo SBS đang được tiêu thụ tại hơn 80 quốc gia, gần như chiếm lĩnh một nửa thị trường tiêu thụ quốc tế. Có thể thấy Thi Năng Khanh là một nhà lãnh đạo rất bản lĩnh, phát triển một sản phẩm vốn chẳng ai xem trọng thành một thương hiệu vươn tầm thế giới. Đàn ông qua tuổi 50 có 3 điều rất ngại nói ra, nếu không được thấu hiểu thì luôn bức bối trong lòng. Nếu hỏi người đàn ông ở tuổi này sợ nhất điều gì, câu trả lời có lẽ chỉ gói gọn trong 3 điều sau. Một, Ngại nói lời tình cảm Một chuyên gia tâm lý đã nhận xét rằng, trong cách ứng xử thông thường của các gia đình Việt Nam hiện nay có một nghịch lý mà ít người nhận ra. Đó là những khó khăn trong việc nói ra lời yêu thương chân thật. Điều này hiện hiện rõ ràng trong thực tế đối với người khác ngoài xã hội nhiều khi chúng ta không cần phải suy nghĩ đắn đo để có thể dễ dàng nói ra những lời ngợi khen hay tán dương cũng thẳng thắn bày tỏ tình cảm cá nhân một cách rõ ràng tuy nhiên với những người thân yêu trong gia đình như là cha mẹ anh chị đặc biệt là giữa vợ và chồng thì lại luôn cảm thấy ngại ngùng do dự thậm chí là không thốt được nên lời đặc biệt là khi đến tuổi trung niên đàn ông lại càng ngại nói ra những tâm tư tình cảm trong lòng thế nhưng các chuyên gia tâm lý cho rằng cuộc sống là cuộc hành trình dài và những người yêu thương nhau cần luôn dành tình cảm tốt đẹp nhất cho nhau chăm sóc quan tâm đến nhau trong chuyến hành trình ấy trong từng khoảnh khắc cuộc đời những cử chỉ lời nói yêu thương đơn giản nhất cũng sẽ giúp gắn kết mối quan hệ của đôi bên thêm bền chặt đó cũng là cách để mọi người có thể hiểu biết thông cảm thương yêu đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn điều này cũng được người xưa đúc rút bằng những kinh nghiệm quý báu qua những câu nói lời nói gói vàng hay lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau hai ngại nói về bệnh tật đau ốm khi bước vào tuổi trung niên chúng ta phải gồng gánh trên vai những trách nhiệm và nghĩa vụ nếu hỏi con người ở tuổi này sợ nhất điều gì câu trả lời có lẽ chỉ gói gọn trong ba điều con cái ốm đau cha mẹ già đổ bệnh sức khỏe bản thân không tốt khi còn trẻ tuổi trẻ là vốn liếng quý giá của một đời cũng chỉ là một câu nói nghe vào tay nọ rồi ra tay kia nhưng khi trở nên già dặn và từng trải hơn mọi người mới dần phát hiện ra giá trị của nó đến một lúc nào đó người trung niên có thể sẽ phải đối mặt với cả ba nỗi sợ đó này cùng một lúc con cái chính là điểm yếu của cha mẹ bạn vốn luôn nghĩ mình có thể kiên cường vượt qua mọi khó khăn trong công việc và cuộc sống nhưng đến khi có con rồi mỗi khi con gặp chuyện bạn lại thấy bản thân chưa đủ tốt phải cố gắng thêm cha mẹ cũng là nỗi trắc trở trong lòng những người con một người khi đến tuổi trung niên cha mẹ của họ đều đã bạc trắng mái đầu khi người cao tuổi khỏe mạnh, mọi thành viên dù làm gì, dù đi đâu cũng luôn thấy có điểm tựa vững vàng. Nhưng một khi người cao tuổi dần suy yếu, cùng với đó là biết bao bệnh tật trong người, người làm con mới thấy thời gian trôi đi thật quá nhanh. Điều đáng sợ nhất là khi chúng ta đã có được tiền bạc, địa vị, danh vọng trong xã hội, nhưng cha mẹ lại chẳng còn có thể ở bên để chia sẻ niềm vui đó. Khi một người dần tới tuổi trung niên, sức khỏe của cha mẹ chính là điều họ đau đầu nhất trong lòng đồng thời sức khỏe của bản thân người đó cũng dần trở thành một vấn đề đáng lo ngại ngày trẻ ai cũng có thể thức đêm giải trí hoặc điên cuồng làm việc vì muốn có được một tương lai tốt đẹp nhưng đến khi tuổi trung niên bắt đầu tới gần bạn mới nhận ra sức khỏe đang trôi tuột thật nhanh khi đó mọi sự đánh đổi đều là vô nghĩa lúc còn trẻ ai cũng muốn tranh thủ kiếm tiền để về già hưởng thụ được đi du lịch khắp nơi được tận hưởng nhu cầu giải trí đến khi về già nhìn lại chúng ta mới dần ngộ ra hạnh phúc đơn giản chỉ là cả gia đình đều mạnh khỏe và bình an tiền kiếm cả đời cũng không bao giờ là đủ thay vì khổ tâm kiếm tiền hãy học cách trân trọng sức khỏe và yêu thương cha mẹ con cái người thân xung quanh nhiều hơn ba ngại nói về chuyện tài chính nếu tìm kiếm trên google số kết quả cho cụm từ khủng hoảng tuổi trung niên không chỉ phản ánh lo lắng về sức khỏe mà đó còn là áp lực cuộc sống khi nhiều người mất tự tin về khả năng kinh tế thất vọng với những điều lỡ giờ từ thanh xuân trong khi tuổi nghỉ hưu đã cận kề điều đó càng trở nên sâu sắc hơn trên vai của những người đàn ông từng gồng gánh trách nhiệm kinh tế cho cả gia đình theo báo cáo tổng quan về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại việt nam do tổ chức vcci phối hợp cùng quỹ dân số liên hiệp quốc cho biết người cao tuổi việt nam có khá nhiều bận tâm trong đó nổi cộm là các vấn đề sức khỏe dinh dưỡng tiền hưu trí thiếu thốn lo lắng tiền bạc ở tuổi trung niên không chỉ là vấn đề tinh thần mà có thể gây ra những cơn đau nhất khi về già những cơn đau này cần phải chữa trị rồi hóa đơn y tế phát sinh lại tạo thêm áp lực tài chính cho người trung niên khiến họ càng lo lắng hơn nữa theo các chuyên gia để giải quyết được căng thẳng này người ở tuổi trung niên cần tìm cách cân bằng thân tâm trí thông qua chọn lọc ưu tiên và buông bỏ bớt những điều chưa làm được tập trung vào những giá trị cốt lõi của bản thân xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa cho cuộc sống theo Tu Tu, VCCI, điểm lợi khi chọn bỏ thường Tết để nghỉ việc, cơ hội vàng đến với những người chịu lội ngược dòng. Nhiều người cho rằng nghỉ việc cuối năm là không khôn ngoan. Song nếu biết cách nắm bắt, đây là lại khoảng thời gian cho bạn nhiều cơ hội hơn bao giờ hết. Không phải lúc nào chúng ta cũng tìm được công việc như ý ngay từ đầu. Đôi khi chuyển việc mới là sự lựa chọn tốt nhất. Áp lực công việc là điều khó tránh khỏi khi đi làm dù bạn là sếp hay nhân viên. Đặc biệt càng vào thời điểm cuối năm, Khối lượng công việc tăng lên đột biến khiến ai nấy đều căng thẳng, mệt mỏi. Thậm chí vì quá bận rộn, nhiều người phải mang việc về nhà, tăng ca bất kể ngày nghỉ cuối tuần để có thể hoàn thành trọn vẹn. Nhiều người vì không tìm được cảm hứng trong công việc cộng thêm áp lực gia tăng khiến họ mong muốn được nghỉ việc vào thời điểm cuối năm. Bày tỏ về vấn đề này, nhiều ý kiến cho rằng cuối năm không phải là thời điểm tốt để quyết định nghỉ việc, bởi cố gắng cả năm chỉ để thường Tết nên không ai muốn nghỉ ngang. Thêm nữa, khả năng tìm được công việc mới nhanh chóng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn quyết định nghỉ việc trước Tết bởi họ nhìn ra được cơ hội vào thời điểm luôn được cho là không khôn ngoan này. Ngày 1, sức cạnh tranh không cao khi tham gia tuyển dụng trái mùa. Đa số mọi người chọn nhận thưởng Tết và nghỉ việc ngay sau đó. Như vậy thời điểm tìm việc mới của bạn sẽ trùng vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 của năm sau. Nếu bạn không phải là người có năng lực quá cao, cơ hội tìm được công việc ưng ý có thể sẽ là thời điểm tháng 5. Như vậy bạn đã phí hoài gần nửa năm để đi tìm công việc mới mà không tạo thêm thu nhập. Thêm nữa đầu năm cũng là mùa tuyển dụng. Các công ty có nhiều cơ hội lựa chọn các ứng viên nên một số đơn vị chậm đưa ra quyết định. Đồng nghĩa, thời gian tìm việc của bạn lại tiếp tục bị trì hoãn. Đến đây, chắc hẳn nhiều bạn cho rằng cuối năm các công ty không tuyển thêm nhân sự. Song thực tế, bạn có thể quan sát thấy các website tìm việc làm vẫn liên tục đăng tin tuyển dụng, thậm chí còn tuyển dụng gấp. Nguyên nhân là do cuối năm các công ty luôn bận rộn với nhiều tổng kết, báo cáo. Đồng thời tình trạng chảy máu chất xám mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt nên cần phải bổ sung thêm người gấp. Hơn nữa nhiều nơi có nhu cầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tuyển dụng của công ty nên có thể sẽ có các yêu cầu chung không cao. Khả năng nhận được lời mời thử việc cũng gia tăng. Hai, Tiềm ẩn cơ hội mới. Thay đổi công việc vào thời điểm cuối năm dẫu có thể ngay sau đó phải là một công việc chưa ưng ý, bạn cũng đừng lo lắng bởi bạn vẫn còn có cơ hội lựa chọn công việc vào mùa tuyển dụng tháng 3, tháng 4 năm sau. Vì thế, nếu có ý định thay đổi công việc, hãy bắt đầu càng sớm càng tốt. Khi gia nhập công ty mới vào thời điểm cuối năm, bạn không chỉ nhận được một khoản tiền Tết nhất định mà còn có thời gian để tìm hiểu văn hóa công ty. Nếu cảm thấy không phù hợp, bạn vẫn có thể thay đổi và có cơ hội lựa chọn vào mùa tuyển dụng năm sau. Với chủ đề này mỗi người có thể sẽ có cách hiểu khác nhau. Đối với một số người, tiền thưởng cuối năm có thể đã được quy định trước từ đầu năm. Chỉ cần đạt mức KPI, bạn có thể sẽ nhận được khoản tiền thưởng cuối năm. Ở trường hợp này, bạn nên lựa chọn ở lại vì dù sau đó cũng là công sức của bạn và bạn nên có được nó. Tuy nhiên, nếu tiền thưởng Tết khá ít, chưa đến một tháng lương, bạn có thể cân nhắc đến việc thay đổi công việc vào thời điểm này. Vì thực tế nhảy việc là cơ hội để bạn tối đa hóa mức lương của mình. Xong làm thế nào để thôi việc một cách lịch sự, bạn cũng cần phải lưu ý. Chuyên gia tuyển dụng Oliver Cook giám đốc công ty tuyển dụng toàn cầu CLB Zenning đặt tại Nam Mỹ cho biết, bạn có thể không gặp mặt trực tiếp để xin nghỉ việc nếu vẫn còn phân vân. Việc làm này không đồng nghĩa bạn xem nhẹ quyết định nghỉ việc của mình. Nếu xếp nhận ra sự ngập ngừng của bạn, anh ta sẽ cố gây áp lực để bạn ở lại. Đây chính là điểm kết thúc của mọi cuộc thương lượng. Nếu người tuyển dụng nhận ra bạn chưa sẵn sàng để dứt áo ra đi, bằng mọi cách, anh ta sẽ gây ảnh hưởng lên bạn. Việc phân vân chỉ làm quyết định nghỉ việc trở nên khó khăn hơn, Cúc nói để tránh tình huống này cúc đề xuất mang nộp đơn xin nghỉ việc tại thời điểm thông báo cho người tuyển dụng bằng cách này bạn có thể tránh không phải đối mặt với những cuộc thương lượng kéo dài và đẩy nhanh tiến độ việc viết đơn xin nghỉ việc cũng được cúc đưa ra lời khuyên cụ thể một đơn xin nghỉ việc nên được viết ngắn gọn trang trọng đi kèm với lời cảm ơn tới sếp vì đã giúp đỡ bạn trong thời gian vừa qua bạn cũng đừng quên nhấn mạnh rằng đã tìm được lối đi mới cho sự nghiệp của mình bạn có thể nói rằng mình sẵn sàng giúp đỡ trong thời gian chuyển giao nhưng hãy nhớ khẳng định rằng mình sẽ chuyển giao công việc nhanh nhất có thể cúc nói dù tính chân thực luôn được khuyến khích nhưng nội dung đơn nên khéo léo để tránh xung đột không cần thiết với sếp khen chê gì thì bạn cũng nên để lại cho cuộc phỏng vấn nghỉ việc được tiến hành bởi chuyên viên phòng nhân sự